Để giữ vững thành trì trong phòng chống COVID-19, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện từ tuyến trung ương cho đến địa phương thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, trong đó thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo quy định. Cụ thể, cán bộ, nhân viên y tế, người lao động tại bệnh viện xét nghiệm định kỳ 7 ngày một lần, người bệnh đang được điều trị nội trú xét nghiệm định kỳ 7 ngày điều trị một lần, người nhà chăm sóc người bệnh được ở lại sẽ xét nghiệm một lần trong trường hợp người bệnh điều trị nội trú dưới 7 ngày hoặc 3 ngày. Trường hợp người bệnh điều trị nội trú từ 3 hoặc 7 ngày trở lên, người nhà chăm sóc được 2 lần xét nghiệm. Đối với người bệnh sau khi khám ngoại trú, cần chuyển vào điều trị nội trú, sẽ xét nghiệm ngay sau khi có quyết định chuyển. Người bệnh chuyển tuyến cũng phải thực hiện xét nghiệm. Vừa qua xét nghiệm sàng lọc, theo định kỳ cho toàn thể cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà, Bệnh viện Đà Nẵng đã phát hiện một trường hợp người nuôi bệnh dương tính với SARS-CoV-2.